Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Đệ tử xin thành kính nghiêm thân khẩu ý làm lễ tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, cầu xin oai lực của Tam bảo luôn hộ trì đến chư Đại Đức Tăng, quý cô tu nữ và toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử được thành tựu năm điều hạnh phúc, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Cầu mong những điều hạnh phúc này thường thường gia tăng đến toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ câu đầu tiên nhất, xin các vị hãy cho chúng tôi được biết đản sinh của Bồ Tát Thái tử Siddhartha vào ngày mấy, tháng mấy, năm mấy, ở đâu, ngày nay thuộc quốc gia nào? Ai trả lời được thì xin giơ tay lên. Đây là một câu đầu tiên. Xin mời. Nhanh lên thôi, mời cô cô Va đi. Rồi bây giờ thì cứ trả lời đi, tôi sẽ nhắc lại từng câu. Chú rồi. Bây giờ trả lời đi, câu đầu tiên là ngày mấy, tháng mấy, năm mấy? Rồi, nhanh lên. Đản sinh của Bồ Tát ngày mấy? Theo con biết là ngày mùng 8 tháng 4 tới ngày 15 á, mà con không biết chính xác là ngày nào sư. Rồi, tháng mấy? Tháng 4 phải không? Dạ. Năm mấy? Năm... chết rồi, con quên rồi sư. Quên rồi. Ở đâu? Nay thuộc quốc gia nào? Ở Ấn Độ. Rồi. Qua câu trả lời này thì không có quà. Giỏi lắm, mình cho viên kẹo hết mất rồi. Nếu nói mùng 8 á, là nói theo chủ trương của Phật giáo Bắc Tông, mùng 8 tháng 4. Còn đối với Nam Triền, hay nói đúng hơn là Liên Hiệp Quốc Phật giáo Thế Giới, thì đều tổ chức vào ngày Vesak, tức là 15 tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên. Nơi sanh đó là vườn gì? Lâm Tỳ Ni. Thuộc quốc gia nào ngày nay? Nepal. Đúng rồi, đó. Vậy là cô thấy là cô có nhận cục kẹo là có đáng chưa? Đáng là tốt rồi. Rồi, vậy phần quà này để còn giữ nguyên. Cái câu thứ hai cũng liên quan đến Bồ Tát, đến Thái tử. Ngài đi tu, vừa học vừa tu khổ hạnh là 6 năm. Sau đó Ngài bỏ cách học đó, Ngài bỏ cái cách tu đó, và Ngài đến dưới gốc Bồ Đề, Ngài tu, và Ngài thành Phật dưới gốc cây Bồ Đề. Vậy lúc mà thành Phật dưới gốc cây Bồ Đề là vào ngày mấy, tháng mấy, năm mấy, nay thuộc quốc gia nào? Nhờ nhanh lên. Cô Tư. Tôi chuẩn bị 4 cái phần quà nè. Kiểu này là chắc là Phật độ tôi đó. Phật độ chắc là nó về với tôi chứ không đi đâu. Rồi, có ai không? Có ai trả lời? Cũng lại là không thấy.
Không thấy trả lời ở đây có không cô Tư? Rồi. Rồi mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư, trước hết con xin phép là con sám hối là vì con đau con không thể tự nhiên tự nhiên không sao. Cho phép con đứng à. Dạ rồi, đứng. À, bạch sư con xin trả lời câu hỏi thứ hai. Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta thành đạo vào ngày vào kênh chót của ngày rằm tháng tư. Dạ, tại Bồ Đề Đạo Tràng, tức là Bihar thuộc nước Ấn Độ. Dạ, cách đây là 2607 năm ạ. 2607 phải không? 2607. Dạ, con nói lại 2592. Rồi, 2059 cộng 17. 90, đúng rồi, 2 sau. Dạ, rồi năm mấy, năm đó đó là năm mấy? Tức là năm đó Đức Phật được thành đạo, năm người được Đức Phật là năm mấy 35 tuổi. Trước công nguyên. Dạ. Tức là lấy 624 trừ 35. Dạ. Còn lại là 589, dạ, phải không? Dạ. Tại con tính đây, thuộc quốc gia nào? Bây giờ. Thuộc quốc gia nào? Dạ nó Pia thuộc nước Ấn Độ bây giờ. Rồi xin mời cô lên đây, xin quý vị cho anh chàng pháo tay đi. Đó. Rồi câu hỏi thứ ba. Trước khi hỏi câu thứ ba, xin quý vị hãy sa thú lành thai lần nữa đi. Rồi cô rất là giỏi ha. Còn câu thứ hai chưa biết làm sao đó nha. Rồi tới giờ tới câu thứ ba. Câu thứ ba là khi mà thành đạo dưới gốc Bồ Đề, tức là thành Phật rồi đó, thì Ngài quyết định đi truyền đạo, phải không? Theo Phật giáo Nam truyền là 49 năm, Phật giáo Bắc truyền là 45 năm, Phật giáo Bắc truyền là 49 năm. Vậy lúc đó nhằm vào ngày mấy, tháng mấy, năm mấy và nay thuộc quốc gia nào? Nhanh lên. Bên này mấy cao thủ do Lâm Đông mất tiêu hết rồi, trốn hết rồi. Hồng Huệ. Rồi như vậy là cái phần này nó rất là chung thủy với tôi, nó cũng không đỡ ra đi, phải không? Tôi xin nói rằng Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn vào ngày 15 tháng 4 năm 544 trước công nguyên, nay cũng thuộc về nước Ấn Độ. Yeah. Cho nên cái này cũng tiếp tục về cái phần tôi hai phần ha. Và câu hỏi thứ tư, quý vị hãy cho chúng tôi được biết khi Đức Phật, khi Thái tử tu thành Phật rồi thì Ngài quyết định đi truyền đạo và thành lập Tam Bảo vào ngày mấy, tháng mấy, năm mấy, ở đâu? Yeah. Xin thưa với các vị là mình là Phật tử, Phật phải biết cái này. Tức là Tam Bảo được thành lập vào ngày nào, tháng nào, năm nào, ở đâu? Do ai là người thành lập? Nhanh lên. Bên này không biết tôi hên hay xui. Thấy hơn nhiều hơn xui. Rồi xong chưa? Như vậy là các vị mình cũng chưa trả lời được, phải không? Bây giờ không ai trả lời là tôi trả lời tiếp à. Đức Phật Ngài thành là người thành lập cái đạo Phật vào ngày 15 tháng 6 âm lịch
Năm mấy? À, năm mấy? Đương nhiên là năm 589, tức là cũng là năm mà thành đạo, phải không? Phải không? Năm thành đạo. Như vậy đó là ngài thành đạo dưới gốc cây Bồ đề. Rồi đó, ngài ở cái trong cái khu vực cái cội Bồ đề này đó là 49 ngày. Sau đó ngài mới lên đường đi đến Varanasi. Đó, đến cái vườn Nai đó. Và tại đó Đức Phật ngài đã chính thức thành lập cái đạo Phật. À, mà Đức Phật là người gọi là giáo chủ, không? Rồi pháp tức là Phật bảo, còn pháp bảo tức là cái bài kinh quan trọng, đó là bài kinh về Tứ Diệu Đế, và cái bài thứ hai là cái bài Vô Ngã Tướng Kinh. Đó là hai bài kinh cốt lõi của đạo Phật. Hồi xưa các vị sư không có học như bây giờ mình học quá trời học gì đâu. Hồi xưa học một số bài kinh, đặc biệt là hai bài, cái tinh thần của hai bài kinh này. Sau đó một số vị tỳ kheo lên đường tới đi truyền đạo. Thì cái chỗ Varanasi này là thuộc về Ấn Độ, các vị đi Ấn Độ, các vị đều được đưa tới cái chỗ này, một cái di tích hết sức là lớn. Như vậy thì xin thưa với các vị là trong bốn câu hỏi liên quan đến cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đặc biệt là ba câu hỏi đản sinh, thành đạo và niết bàn của Đức Phật, thì quý vị trả lời được có trong bốn câu thì trả lời được có một câu, còn ba câu mừng quá. Ba câu còn ý thinh. Rồi thưa chư quý Phật tử, hôm nay đó thì đúng ra thì do Hòa Thượng Thiện Nhân, Hòa Thượng phụ trách, thì có lẽ là các vị mình đều biết khi mà đến tại chùa Nam Tông, Hòa Thượng Thiện Nhân gắn bó suốt mấy mươi năm nay. Những cái ngày lễ lớn thì chúng tôi đều mời Hòa Thượng, và Hòa Thượng cũng hết sức là nhiệt tình đáp lại lời mời của chúng tôi và phụ trách xuyên suốt. Nhưng mà vừa rồi đó thì Hòa Thượng nói là thôi ông lên ông thiết lần đi. Thôi thì cung kính ông bằng lời. Thì hôm nay chúng tôi phụ trách về cái thời giảng này. Thì trước khi giảng, như chúng tôi vừa nói, chúng ta cùng nhau nhớ lại, cùng nhau nhắc lại và bốn cái câu hỏi liên quan đến cái ý nghĩa của ngày rằm tháng tư hôm nay. Còn đề tài hôm nay mà chúng tôi sẽ trình bày đó là khi Đức Phật ngài đã vào Niết Bàn rồi, tức là đã tịch diệt rồi đó, thì sau này các hàng đệ tử Phật đó thì mới tạc tượng, mới vẽ hình, vẽ chữ để mà thờ Đức Phật. Đó. Thì trong đây quý vị mình thấy đây cũng một cái cách để mình thờ Đức Phật. Thì đề tài hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị, đó là đề tài nói về thờ Phật, thì cúng Phật theo Phật giáo Nam truyền Việt Nam, Phật giáo Nam Tông Việt Nam nói riêng, và nói chung là Phật giáo ở Việt Nam của chúng ta, để chúng ta có thể nói ít nhiều hiểu về vấn đề này, nó khá chi tiết hơn. Tức là bữa nói chuyện hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp một cái lượng tri thức về vấn đề thờ Phật và cúng Phật theo Phật giáo Nam truyền. Thì trước khi đi vào cái phần thuyết giảng này đó, thì chúng tôi cũng xin nói là trong cái khoảng thời gian qua thì chúng tôi được các vị Phật tử Nam Tông có, Bắc Tông có hỏi về một số vấn đề liên quan đến cái việc thờ Phật và cúng Phật theo như Phật giáo Nam truyền.
Bởi vì một số bà Phật tử của chúng ta đôi khi nghe vị sư này nói vậy, vị sư kia nói khác, vị thầy nói thế này, vị sư nói thế kia. Đấy, cho nên là có những cái thì các vị cũng thấy chưa có thỏa mãn. Thì qua đó có hỏi chúng tôi, thì chúng tôi thật ra thì cũng chia sẻ theo những gì mà mình được hiểu thôi. Thì chúng tôi xin đọc một số câu sau đây để chúng ta cùng nhau sau đó tìm hiểu cụ thể hơn. Cái câu thứ nhất, Phật là gì mà mình phải thờ? Hai, Phật có bao nhiêu hạng? Thứ ba, thờ thì thờ Phật nào? Thứ tư là thờ ở đâu? Câu thứ tư hỏi là mình thờ Phật thờ ở đâu? Cái này tôi thấy cũng quan trọng. Thì câu thứ năm hỏi là thờ thì thờ bằng tượng, bằng hình, bằng chữ chân chân, thì thờ cái nào nó tốt hơn? Thứ sáu là khi thờ Phật thì phải tụng kinh, mà bên Phật giáo Nam truyền gọi là tụng kinh an vị đó. Vậy thì tụng kinh gì? Ai tụng? Tăng ni tụng hay Phật tử tụng, hay là gửi vô chùa tụng, hay là khỏi tụng gì hết? Đấy. Đó cũng liên quan tới một câu. Rồi á, khi mà thờ rồi thì thắp nhang thì mình nên tụng kinh gì? Nên nguyện như thế nào cho nó đúng theo tinh thần, đặc biệt là Phật giáo Nam truyền? Rồi cái thứ tám đó, cúng Phật thì cúng bằng vật gì? Phải không? Ôi chà, cái này cũng rắc rối. Cúng bằng vật gì bây giờ? Nam Tông cúng làm sao? Bắc Tông rồi này cúng làm sao? Và cách cúng nào nó có vẻ hợp lý và không hợp lý? Thứ chín là gì? Là thờ Phật rồi bây giờ lại Phật, thì lại Phật lại mấy cái? Lại mấy cái? Có người lại một cái, có người nó không được, lại Phật phải lại ba cái. Những trường hợp nào ba cái, trường hợp nào một cái, trường hợp nào hai cái, là cái nào đúng? Rồi cái thứ 10 là tại sao mình phải thờ Phật? Và thứ 11, mình thờ mình có được lợi ích gì? Phải không? Tại sao mình thờ? Và thờ mang lại cái sự lợi ích, phước báo như thế nào cho chúng ta? Như vậy đó, thì chúng tôi tổng hợp lại trong thời gian qua, Phật tử Nam truyền có, Bắc truyền có, với thầy có, với cô có hỏi tôi tổng hợp lại là 11 câu. Quý vị thấy 11 câu mà quý vị nuốt nổi không bên đây đó? Ráng cùng tôi nuốt luôn á, nuốt cho hết cái 11 câu này nha. Chúng tôi tin rằng với 11 câu này, nếu mà chúng ta tìm hiểu trên 50% chi tiết, thì chúng ta sẽ có được một cái mảng tri thức về vấn đề cúng Phật như thế nào. Hoặc chúng ta có thể hướng dẫn được những người, người ta tín ngưỡng Đức Phật, người ta thờ. Khi người ta biết mình đi chùa nhiều cho nên người ta hỏi mình cũng biết đường trả lời chứ. Phải không? Nhiều vấn đề lắm. Bây giờ chúng ta hãy đi vào từng mục một. Mục thứ nhất, Phật là gì? Bây giờ tôi không có, tôi hỏi mà các vị có trả lời tôi cũng không có thưởng nữa đâu. Cái này cứ như là xong rồi đó. Tôi đặt ra để chúng ta cùng nhau nhớ, cùng nhau suy nghĩ và xem coi như thế nào để nó hợp lý hợp tình nhất. Thứ nhất, Phật là gì?
Thì xin thưa rằng á, Phật á, nếu mà chúng ta nói cho nó gọn một câu thôi, gấp quá, chuyện nó gấp rút quá, bận rộn quá, tôi hỏi Phật là gì chị? À, trả lời một câu một, Phật là người giác ngộ. Rồi xong một câu. Người Trung Quốc dịch là giác giả, tức là người giác ngộ. Còn nếu tôi hỏi ngộ cái gì? Ngộ cái gì? Thì cái gì mà ông ngộ đó, thì đó chính là tạo nên ông Phật. Ngộ này là ngộ về giáo lý tứ đế, khổ tập diệt đạo. Đây là giáo lý căn bản, và cũng có thể nói là giáo lý đầu tiên được Đức Phật thiết cho năm anh em Kiều Trần Dương tại vườn Nai. Còn nếu mà chúng ta nói rộng rộng một chút xíu nữa đó, Phật là gì? Thì chúng ta có thể nói à, Phật là người có lục thông, tức là có sáu cái thông trí. Một là gì? Thần thông, có thể biến hóa. Hai là nhãn thông, với con mắt của Phật Ngài thấy hết. Và cách đây mấy ngàn năm lịch sử, quý vị mình biết là ông Phật đã nói là hằng hà sa số thế giới. Không cần phải đợi tới ngày nay các nhà khoa học người ta chế ra cái loại kính thiên văn nhìn xa. Phật có cái thần thông mà Ngài có thể nhìn thấy, thấy xa. Ba là nhĩ thông, tức là tai của Ngài có thể nghe được cái âm thanh rất rất nhiều và rất xa. Thần thông, nhãn thông, nhĩ thông. Thứ ba là tha tâm thông. Tha là gì? Là tha tâm thông, tức là có thể Ngài hiểu được cái tâm của mọi người. Có thể là không cần phải ông cần mình phải nói đâu, và không cần ông phải hỏi đâu, ông chỉ nhìn ông biết mình đang nghĩ gì. Tha tâm, Ngài hiểu được. Rồi cái thần thông nữa đó, tôi gọi là túc mạng thông. Ngài có thể nhớ được nhiều đời, nhiều kiếp của Ngài. Và cuối cùng là gọi là lậu tặng thông, tức là cái trí tuệ, cái hiểu biết về cái cách diệt trừ cái phiền não, Ngài rất là thông suốt. Như vậy đó, thì chúng ta có thể nói là, nếu nói rộng chút, Đức Phật là người có lục thông. Còn tụi mình á, vì không có thông nào cho nên không có ai mà thờ đâu, cũng không ai bạn. Phật kia Ngài có cái sự giác ngộ nè, rồi Ngài là có sáu thông, còn mình không có thông nào. Có cảm thông không, còn có lúc không. Phải không? Cái lúc cảm thông không là cho vợ, cho chồng, cho con, cho bạn bè, đôi khi còn có lúc cũng hên xui, lúc có lúc không. Cho nên không ai thờ tụi mình hết là vậy đó. Và khi nói tới Phật là gì, chúng ta cũng có thể nói đó là người có cái điểm thứ ba, người có 10 cái ân đức mà người Phật tử chúng ta hầu như là ngày nào cũng tụng. À, hồi xưa chúng tôi thì tụng ngày nào cũng tụng hết trơn á, có chị Hoa, cô Hồng ở đây nè. Còn bây giờ quý sư mình, Phật tử mình á, hơi bị lười, hay tóm lắm. Tụng chưa được bao nhiêu là tóm. Nói chưa được mấy câu là tóm lại. Tụng chưa được mấy bài là tóm tắt. Mình là khoái vậy đó. Chứ còn là chúng tôi hồi xưa chúng tôi đọc hết luôn. Ăn Đức Phật, ăn Đức Pháp, ăn Đức Tăng. Thế thì Đức Phật là người có 10 cái ăn đức. Ăn đức đó là gì? Là ăn cúng chánh biên chi, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, vân vân. Như vậy đó,
thì chúng ta thấy Ngài là người có 10 cái ân đức. Phật là người có 10 cái ân đức. Cho nên không có Phật nào mà linh hơn Phật nào, mà Phật nào hay hơn Phật nào. Ông Phật hay dở là do tụi mình. Ông đôi khi cũng rầu lắm. Đứa này vô khen ta hay linh, đứa kia vô nó khen ta không linh. Chứ thật ra thì ông cũng là y như nhau, là người có giác ngộ tứ đế, là người có lục thông y như nhau, và người cũng có ân, 10 cái ân đức như nhau. Thì tại sao có cái chuyện này? Ông này linh, ông kia không linh. Ông bó tay cho nên ông có nói năng gì đâu chứ. Cái khi mà mình nói quá rồi ông giơ tay lên, nó thôi thôi mình ngưng lại giùm tao cái. Khi nói là ông ban phước lành, nhưng mà tôi nhìn á, tôi nhìn có khi tôi hiểu khác. Ông thấy mấy đệ tử ông thấy chịu hết nổi, thôi tụi bay ngưng nói giùm tao cái, chịu hết nổi rồi. Đứa này vô than nước gì vô than, tao chịu không thấu. Rồi cũng có thể nói thêm một cái nữa cho nó đủ. Phật là người làm hai việc. Đó là gì? Đó là làm cho mình giác ngộ thành Phật, và cố gắng làm cho mọi người cũng được giác ngộ như mình. Ta gọi là khi làm được cho mình giác ngộ, làm cho người khác cũng giác ngộ, thì hai người cùng giác, ta gọi là giác hạnh viên mãn. Nó tròn, mình cũng giác ngộ, mà những người có duyên với mình, đệ tử mình cũng giác ngộ, nó tròn. Còn mình có khi giác rồi cái mình giọt luôn. Mình là chơi Phật trời chịu không thấu. Rồi như vậy đó, nếu nói gọn thì Phật là người giác ngộ, câu thôi. Còn nếu là đầy đủ, Phật là người giác ngộ, Phật là người có 6 thông, ta gọi là lục thông. Phật có 10 ân đức, và Phật là người làm hai việc trọn vẹn, đó là tự giác và giác tha và giác hạnh viên mãn. Rồi, xong chưa? Câu thứ nhất. Bây giờ tới câu thứ hai. Tụi mình cũng thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy Thái Tử tu thành Phật, cho nên mình cũng khoái, mình cũng thích ghê lắm, cũng muốn thành Phật. Bây giờ giả sử như mình mà thành Phật thì mình thành Phật gì? Vô câu thứ hai, Phật có bao nhiêu hạng? Thì bây giờ mình nếu mà đùng ra một cái, đang ngồi nghe pháp gì đó, nghe tôi nói thì không biết, tự nhiên ngộ một cái bay dèo, thành ông Phật bay không á, nhớ né dùm mấy cái quạt dùm cái. Thì bay dèo ra là cũng là Phật đó. Thì Phật đó là Phật gì? Phật hạng nào? Chứ đừng có nói rằng là tôi mà thành Phật là tôi cũng như ổng, rồi leo lên cũng ngồi ngang ổng, ổng giật chỏ một cái phạt một cái, má nhìn không ra đó. Chứ không có đùa đâu. Cho nên nếu mình thành Phật thì mình cũng biết mình là thuộc hạng Phật nào. Nếu quý vị đùng ra một cái thành Phật, quý vị thành Phật nào? Phật đó tên là gì? Phật theo như Phật giáo Nam truyền cũng như Bắc truyền trước đây nói rõ, anh tu gì tu anh cũng chỉ thành một trong ba ông thôi. Một tôi gọi là thinh văn giác. Giác ở đây có nghĩa là giác ngộ, là Phật á. Thinh văn giác là cái người nghe Phật pháp, hiểu Phật pháp và tu và chứng đắc được. Do nghe, do hiểu, do tu mà chứng đắc được thì cái người này tôi gọi là thinh văn giác, là Phật do nghe mà thành. Cho nên tụi mình nếu như mà đùng ra một cái thành Phật thì tụi mình là Phật, là Phật này. Hai, ta gọi là Phật duyên giác, hay là duyên giác Phật. Phật này đó, ta còn gọi là Phật độc giác. Thế tại sao mà gọi là độc giác?
Bởi vì ông Phật này tu á, có một cái điểm xuất hiện trong cuộc đời và tu á, luôn luôn là cô độc, một mình một bóng. Ông xuất hiện là không có trong thời kỳ có Phật toàn giác ra đời, cũng như khi xuất hiện không bao giờ xuất hiện trong cái thời giáo pháp của Phật còn, mà ông xuất hiện trong một cái thời kỳ hoàn toàn không có Phật, không có pháp, không có tăng. Rồi ông tu một mình ông, rồi ông quán, ông tu tập, ông quán về nhân duyên, rồi ông thành một mình ông, rồi ông cũng lặng lẽ một mình ông, rồi hết tuổi thọ ông cũng chết một mình. Cho nên nó độc thì nó là đơn độc, cô độc. Nó gọi là Phật độc, độc giác. Phật này nó khác với cái Phật mà tôi vừa nói. Phật tôi vừa nói có ông Phật, Phật thầy của mình, ông nói cho mình nghe rồi mình tu, mình thành. Còn ông này không ai nói cho nghe, bởi vì không có Phật pháp tăng trên đời. Một mình một bóng sanh ra, rồi lớn lên, rồi tu, rồi thành một mình, rồi chết một mình. Thì nếu mà trong lúc hiện tại đây các vị đùng ra một cái thành Phật, các vị cũng không có thành Phật này được đâu. Bởi vì hiện tại bây giờ còn Phật Thích Ca Mâu Ni và còn sáu pháp của Phật, cho nên không bao giờ có cái chuyện mà Phật độc giác xuất hiện trong thời kỳ này. Chúng ta lưu ý nha. Khi nói duyên giác tức là Phật do quán nhân duyên mà thành là người ta nói về cái pháp môn tu. Còn khi nói là độc giác, người ta muốn nói tới cái thời kỳ nó không có tam bảo. Còn thời nay đang còn tam bảo thì sao ổng mà đọc được. Cho nên là các vị mình á, và chúng tôi đây, và bất cứ người nào trong cái thời kỳ này mà tu thành Phật, không bao giờ thành Phật độc giác, và thành là thành thinh văn giác. Và cái thứ ba đó là Phật chánh đẳng chánh giác, người ta còn gọi là Phật toàn giác. Đó chẳng hạn như Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Cái mà chúng ta vừa nói ở cái mục thứ nhất, Phật là gì đấy đó, là chúng ta đang nói Phật này. Phật đây mới có đầy đủ 10 ân đức, có đầy đủ lục thông, có đầy đủ cái sự giác ngộ, có đầy đủ cái sự cái công lao tu tập giác ngộ và làm cho người khác giác ngộ, tức là tinh thần tự giác và giác tha. Cho nên chúng ta để được như ổng là không bao giờ, không bao giờ có cái chuyện mà trong thế gian này cùng một lúc mà xuất hiện hai ông Phật như ông Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật tổ, Phật toàn giác. Cho nên nếu mà các vị nghe đâu á có một ông đã thành Phật rồi, ông đó ông là Phật gì đó, Phật Bà, có Phật Bà, Phật ông là nó gian nan rồi, còn mấy bà cũng có, và có Phật Bà, có Phật Bà, có Phật này, có Phật kia xuất hiện chỗ này chỗ nọ. Phật đó chắc chắn không phải là đẳng cấp của Phật này. Vì vậy đó, Phật đây á, tôi gọi là Phật chánh đẳng chánh giác, Phật toàn giác. Chúng ta không bao giờ tu tập trong đời sống hiện tại, chúng ta có thể thành Phật, nhưng chắc chắn không thể là Phật Phật tổ. Rừng không có hai vua, một thời kỳ không thể có hai ông Phật tổ được. Một ông nói là thấy cũng mệt rồi, thêm một ông nữa mấy đệ tử nó khùng hết. Cái gì mình nghe thì gọi là what was creepy the team law. Một cái chùa mà có hai ông trụ trì là cái nơi không tốt. Mà ông trụ trì thấy gì còn tốt, tới hai ông là hết tốt rồi. Mà ông Phật thì có thể cũng tốt, mà tới hai ông là mấy thằng đệ tử nó quýnh nhau biết mà không tốt cái chỗ đó. Do vậy thì xin thưa với các vị là
À, chúng ta trả lại vấn đề là không có cái chuyện mà chúng ta tu mà chúng ta thành Phật như thế. Cũng không thành là Phật độc giác, độc giác, mà chỉ có thể thành Phật. À, đó là thinh văn A-la-hán, cũng là Phật, cũng là giải thoát, cũng là giác ngộ, cũng là Niết Bàn. Nhưng đẳng cấp nó khác. Nếu sắp á, thì đây là đẳng cấp cao nhất. Cao nhất, rồi kế tới là độc giác. Rồi kế tới mới thinh văn. Người ta căn cứ vào cái đức Phật đây á, là có đầy đủ 30 pháp ba la mật. Mà các vị mình hay tụng đó ha. Tức là 30 pháp ba la mật. Còn độc giác thì chỉ có 20. Cho nên cái đức đó cũng có phước, cũng có tuệ, nhưng mà nó thấp hơn chút. Còn thinh văn A-la-hán thì nó thấp hơn tí nữa. Nhưng mà cái tinh thần giải thoát, diệt trừ phiền não, thoát ra cái sanh tử luân hồi là đều như nhau. Quý vị mình nghe nè, thinh văn giác, cái chữ giác này có nghĩa là Phật. Mà độc giác cũng là có ít có giác, mà toàn giác cũng có giác. Thì về cái giác thì như nhau, nhưng đẳng cấp cũng có cái khác. Rồi, bây giờ tới cái mục thứ ba. Đó là hơi liên hệ đến cái cuộc sống của các vị nhiều. Đó là gì? Thờ Phật nào? À, bây giờ thờ ông nào đây? Thờ không khéo là mít lòng nữa đó. Mình nói theo thế gian chút. Nói theo thế gian chút. Trời ơi, lăn ông này lên mà hạ ông kia xuống rồi không biết làm sao đây nha. Nếu được hỏi, à các vị là người Phật tử thần thành, đi chùa nhiều, học đạo nhiều, bây giờ đó xin thưa với chị, em đây muốn thờ Phật, thế thì em thờ Phật nào? Bên đây trả lời, không có quà đâu, cho nên trả lời thoải mái đi. Bên đây các vị hướng dẫn cho người ta, hoặc trả lời cho người ta, vì người ta tín ngưỡng Phật, người ta muốn thờ Phật, và người ta biết mình đi chùa, cho nên người ta mới hỏi mình. Vậy thì các vị hãy đứng ở góc độ một người Phật tử của Phật giáo, thì các vị khuyên người ta thờ Phật nào? Theo tôi và theo Phật giáo Nam Triền mà các vị mình thấy đấy, trong đó có chùa Nam Tông chúng ta, và cá nhân tôi xin nói, các vị mình nhìn trong các cái ngôi chùa Phật giáo Nam Tông đều thờ Phật Thích Ca Mâu Ni. Có thể là hình nó tượng ổng đứng nhé, có thể là ổng ngồi, có thể là ông ngồi để tay như thế này, có thể để tay như thế này, có thể là nằm, nhân dân và nhân dân. Nhưng mà nhìn lại đó thì cũng chỉ có một ông thôi. Thì Phật giáo Nam Tông trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, và cá nhân tôi thì thấy và cũng thường khuyên là chúng ta thờ thì nên thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì Ngài là cái vị Phật, ta gọi là Phật lịch sử, Phật có thật. Và đặc biệt là được Liên Hiệp Quốc người ta nghiên cứu, người ta thấy có sự thật. Và hàng năm đều kết hợp với chính phủ và Phật giáo các nước để mà tổ chức lễ vê sát cho Đức Phật. Hôm nay nè, ngày hôm nay trên thế giới Liên Hiệp Quốc người ta cũng có tổ chức cho Đức Phật của chúng ta. Lý do nói theo trong cái kinh sách, Ngài là Phật đương thờ. Nếu gọi là giữ chức vụ là cái người đương nhiệm. Còn các vị Phật khác ở đây chúng tôi không có đụng chạm ai hết.
nếu nói tới Phật Di Đà hay là Di Lặc hay là Dược Sư vân vân, các vị Phật đó thuộc về Phật tôn giáo, đó là tùy theo cái sự tín ngưỡng ái mộ của mình. Nhưng mà các vị Phật đó không phải là vị Phật ở trong cuộc đời này, ở trong thế gian này, mà đó là Phật được nói ở trong kinh sách ở đâu á, thế giới. Chẳng hạn như A Di Đà thì ở Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là cái cõi của mình. Vậy thì cái cõi của mình có xuất hiện một cái vị Bồ Tát xuất gia đi tu thành Phật, thì như chúng ta vừa nói là Phật thì y như nhau, thì tại sao chúng ta không thờ Ngài? Chúng ta thờ Ngài đi, rồi chúng ta hãy tín ngưỡng lễ bái các vị Phật khác. Chúng ta kinh Tam Bảo của Phật giáo Nam Truyền đều có, chúng ta đọc có lễ bái các vị Phật trong quá khứ và cả các vị Phật trong tương lai. Nhưng mà trong hiện tại Ngài đang đương thời thì chúng ta nên thờ Ngài đương thời. Hai là Ngài là cái người sáng lập ra cái đạo Phật. Như chúng tôi vừa nói, vào ngày 15 tháng 6 năm 589 năm về trước, trước công nguyên, thì Ngài là cái người khai sáng ra đạo Phật. Đây cho nên ta gọi Ngài, còn gọi là Ngài là Phật Tổ, là cái người khai sáng. Và Liên Hiệp Quốc công nhận Ngài đó là theo một cái dạng khác, Ngài là giáo chủ, giáo chủ của tôn giáo Phật. Cho nên là xin thưa với các vị là theo như một số cái tinh thần đó được nói ở trong kinh, được nói bởi các vị tôn túc giáo phẩm, thì Phật giáo Nam Truyền chỉ thờ Phật Thích Ca Mâu Ni bởi lý do Ngài đương thời. Ngài là cái vị Phật Tổ khai sáng ra đạo Phật, và hiện tại Ngài được Liên Hiệp Quốc công nhận là giáo chủ của đạo Phật. Còn lại các vị Phật khác, chúng ta đều chấp tay đảnh lễ, lễ bái cúng dường, nhưng mà không thể thờ. Bởi vì bây giờ đó, tôi nói là hiện tại thì có Phật Thích Ca, quá khứ thì theo cái mô hình Tam Thế Phật á, thì quá khứ thì dùng cái tựa hình, dùng Phật Di Đà. Tương lai á, thì là Phật Di Lạc. Trời đất ơi, Phật Di Lạc á, cả Bắc Truyền và cả Nam Truyền đều ghi nhận Ngài là Bồ Tát thôi. Nhưng mà anh Trung Hoa, anh nâng lên, anh bầu lên luôn, lên Phật luôn cho đủ ba. Quá khứ là Di Đà, hiện tại Thích Ca, tương lai là Di Lặc. Vậy thì tương lai biết bao nhiêu ông nữa, mà tại sao chọn con ông? Quá khứ biết bao nhiêu, chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ, chư Phật sẽ thành chánh giác trong kiếp vị lai. Vị lai còn nhiều người tu tập và sẽ thành bậc chánh đẳng chánh giác. Quá khứ cũng nhiều, tại sao quá trời nhiều mà chọn con ông? Mấy ông kia buồn là chắc rồi đó. Nếu mình nghĩ theo cái dạng thế gian, buồn là chắc rồi. Và buồn hơn một số chùa, ở đây tôi không nói ở Việt Nam, một số chùa trong khu vực, chẳng hạn như Singapore hay là Malaysia và một số nước nữa, thậm chí bên hẳn luôn Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật Tổ, Phật Tổ của chúng ta, là bổn sư của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài còn là thầy của mình mà tu sao? Riết rồi một số chùa không có ông Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu mà vậy mà đi tới Malaysia vô một cái ngôi chùa tôi quên tôi rồi, to lắm, tôi nói Phật này Phật kia, mà Phật này toàn là Phật tôn giáo, Phật thì mình tín ngưỡng. Còn mấy thầy trò ổng là tôi thấy tôi muốn rơi nước mắt. Trời đất ơi, ông trụ trì đó hay là ông mấy ngay nhóm ba quán trị đó, cho ông ngồi đó một cái
cái chỗ thung lũng nhỏ, rồi cái trên chùa trên núi dài ba cái cây leo que. Còn cái chỗ nguy nga trang lệ, đồ sộ sạch sẽ tốt đẹp, mấy ông kia dành ngồi, mấy thầy trò, mà đặc biệt Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của chúng ta. Và cái này thì xin thưa với các vị nha, Phật giáo quốc trên thế giới người ta đã hợp và đi đến sự nhất trí, thầy của mình phải là Thích Ca Mâu Ni. Ngài là bổn sư, là thầy, thầy gốc của mình. Cho nên quý vị đi vô chùa, quý vị kêu thầy thầy thì tôi cũng nghe, tôi cũng giả giả. Chứ chẳng lẽ mình không cho tôi kêu thầy, tôi kêu anh còn kẹt nữa. Phải không? Cho nên kêu thầy tôi ở. Nhưng mà nhớ kêu cho vui thôi. Cho tôi làm gì thầy? Thầy của các vị và thầy của tôi, thầy của tất cả chúng ta là anh đẹp trai thế nè. À, chứ bây giờ kêu tôi thầy thì tôi à thôi, chứ không cho kêu thầy, tôi kêu anh mà càng kẹt nữa. Cho nên nhớ là thầy của mình là Thích Ca Mâu Ni, người là giáo chủ của đạo Phật, là Phật đương thời đầy đủ lục thông, đầy đủ 10 ân đức, đầy đủ sự giác ngộ như bao nhiêu Phật khác. Tại sao chúng ta không thờ mà lại đi thờ những vị Phật sinh sám hối, không có kiểm chứng được? Đụng chạm ráng chịu nha. Thôi giờ đi tiếp tới điều thứ tư. Bây giờ thờ Phật ở đâu? À, tới cái chỗ rắc rối rồi nha. À, thờ Phật ở đâu? Thờ Phật ở đâu cho nó phải? Ở trong chùa thì quý vị thấy đó, ở đây có không? Thờ ở trên, thờ. Mà trong chùa cái chỗ nào thờ mà được Phật tử, tăng ni Phật tử đánh giá hoan hỷ, gọi là linh thiêng nhất, cái chỗ nào? Hả? Chánh điện. Tại sao chỗ đó là linh thiêng? Tại sao quý vị mới thấy tăng ni Phật tử đi vô chùa là cứ vô chánh điện mà lại Phật, phải không? Ở ngoài đó bao nhiêu ông ngồi rồi người ta cứ leo lên chánh điện người ta lại Phật, tại sao mà cứ lại Phật ở trong chánh điện? Rồi ai trả lời không? Không trả lời tôi nói luôn. Bởi vì chánh điện tôi gọi là Pravihya, bao giờ cũng được kiết giới Sima. Mà khi mà cái kiết giới Sima thì cái trong cái vùng Sima đó thì cái đất đó người ta còn gọi là đất linh thiêng, đất thánh, giống như bên Thiên Chúa Giáo gọi là đất thánh, đất nó trong sạch, nó thanh khiết, nó linh thiêng, cho nên thờ Phật ở trong đó rất là linh. Vì vậy chúng ta thấy rằng bao nhiêu tăng ni Phật tử đi đâu rồi lại Phật nào lại, nhưng mà rồi cũng vô chánh điện. Vậy thì ngoài cái chỗ đó ra thì còn thờ chỗ khác có không? Trong chùa có đó, cái gì mình thấy đó. À, trái đường cũng có, ở đây cũng có, chỗ này chỗ kia đều có. Và thậm chí những cái phòng ở của các sư cũng thờ, cũng thờ nữa. Vậy thì thờ trong phòng của các sư, thờ riêng cũng được. Mà trong chùa thì thấy ở giảng đường có, ở trên chánh điện có. Vậy thì còn nếu ở nhà của Phật tử, đó, tôi đặt giả thiết, một anh chàng nào đó, một cô nàng nào đó cũng hỏi đó, cô Phương ơi, cô đi chùa lâu quá trời, để cho em hỏi nhà em thờ Phật á, em nên thờ trong phòng khách hay là em nên thờ một cái phòng riêng ở trên lầu? Hay là em thờ chỗ nào chị? Sao? Để mà có được một cái phòng riêng trên lầu á, cái đó thì gọi là dân giàu có đó. Chứ còn mà thường thường khó lắm, làm sao mà có được cái phòng riêng, phải không? Thế thì là không có phòng riêng thì thờ ở đâu?
tốt nhất là nên thở thở phòng khách ha. Bây giờ phòng khách cũng không có luôn, gặp những cái nhà nghèo trời đất ơi, đây 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 à, nhất là một số vùng đó bà con mình nghèo đó, cái nhà làm gì có cái chuyện phòng khách, phải không? Vậy thì thờ Phật được không? Nếu không có phòng riêng ở trên lầu và cũng không có phòng khách, bây giờ nó vừa phòng ngủ rồi phòng ăn, nó nói chung là cái một căn nhà mà có thể là sinh hoạt đủ thứ ở trong đó, vậy thì thờ được không? Và cô Phương ơi, thì xin nói với chị đó là bây giờ đó là thậm chí là không có cái chỗ nào thờ, mà em thì em tín ngưỡng Phật lắm, kính Phật quá em muốn thờ. Bây giờ em thờ Phật thì chung cái phòng ngủ em được không? Các vị nói được là được như thế nào? Còn nói không được là không được như thế nào? Cái này hơi rối rồi đó nghe. Các sư rõ ràng trong phòng các sư thờ kia mà. Vậy thì các vị tại sao không thờ được? Các vị nghĩ sao mà không thờ được khi mình hết lòng kính yêu, thương mến, quý trọng Đức Phật như thế mà bây giờ làm vị sư thì thờ được trong phòng, mà mình thì thờ cũng trong phòng mà không được là sao? Lý do trần tục không có thờ không trong phòng được, phải không? Tại vì có làm chuyện này chuyện nọ nhìn thấy hả? Phải không? Trời đất ơi, đó đó đó, phải không? Đó, tức là cô dựa trên cái suy nghĩ của mình, có thể đúng có thể là chưa đúng, khách quan có thể là chủ quan, nhưng mà rõ ràng trời ơi, mình là phàm phu mà mình còn nhiều chuyện dữ dội lắm, mà bây giờ thờ ông trong phòng mình á thì trời ơi rồi cái gì ông cũng thấy hết, phải không? Đó là mình suy nghĩ như vậy đó, cho nên đó cũng là một trong những cái lý do mà mình không thể thờ được. À, thờ bây giờ chẳng nghiêm đó thì là tôi nêu lên đây, tôi cũng không dám nói là kết luận mà chỉ nêu lên để cho các vị nghĩ như vậy là phải thờ ông có phòng riêng. Tại tại cũng phòng khách, phải không? Tức là các vị mình nghĩ như vậy đó. Chứ còn nếu mà thờ ổng chung một cái nhà giống như là cái nhà quê, nó sử dụng chung hết như vậy là không được. Thì đó là các vị mình suy nghĩ như vậy. Nhưng mà chắc đúng chưa? Bộ ổng ở chung nhà mình, ổng ở trong một cái phòng ngủ của mình thì ổng mới thấy mình. Các vị có nhớ là chúng tôi vừa nói rồi, ổng tới lục thông mà con mắt của ổng nhìn á, cái gì mà không thấy. Trời ơi, đợi mà các vị dùng một cái màn, các vị dùng một cái vách rồi để qua mắt ổng hả? Các vị có xây bê tông dày á, là 5 mét, ổng nhìn cũng thấy, là thiên nhãn thông mà nhìn xa lắm thấy. Cho nên thấy không ổn, cho nên nói không được ha. Nhưng cái này cũng là ghi nhận một cái ý kiến. Rồi chúng ta thấy Khoan nói cái chuyện mà đúng hay sai, chỉ đó nêu lên để là thấy là thờ phòng riêng, thờ phòng khách, thờ phòng ngủ, phòng ngủ rồi chân có được hay không đó, thì chúng ta đặt một câu hỏi để rồi chúng ta suy nghĩ cái nào chưa hợp lý thì đưa vô cái mục luận đạo, tức là 4 giờ sáng, còn bây giờ lướt lướt thôi. Thứ hai, chúng ta còn thấy khi người ta kính Phật, người ta quý Phật, người ta mến Phật, người ta cung kính Phật thì người ta còn thở trên xe. Thế thì tại sao ta thở trên xe? Cái gì mình thấy không? Thấy trên xe đó, nếu mà các vị là Phật tử đó, được khỏi gì chứ nên thờ Phật trên xe không, thì các vị có khuyên người ta thờ không? Hả? Và thờ trên xe có nghĩa gì? Đây, một cách thờ thứ nhất, đưa ông nhìn ra ngoài, nhìn bác tài xế nhìn kiểu này và ông Phật cũng nhìn thế này, phải không?
Vậy có nghĩa là gì? Hai, bác tài xế nhìn thế này, quay ổng lại. Vậy có nghĩa là gì? Cái này các vị từng đi xe là biết hết, thấy cái này hết. À, nhìn vô, nhìn ra nữa. Cái này theo cái cảm nghĩ của tôi. Tôi đồng tình hai cái cách thờ, quay ra và quay vô. Nhưng mà nếu nói rằng một tài liệu chính thức nào ghi nhận cụ thể như thế nào thì xin thưa các vị, tôi cũng chưa có đọc, tôi cũng chưa có thấy. Nhưng cái cảm nhận của tôi đó, khi mà người ta thờ Phật cho nhìn ra phía trước, có nghĩa là người ta mong đợi ở Đức Phật, đặc biệt là cái nhãn thông của Phật, nhìn xa lắm thấy cái gì không ổn. Khiều bác tài xế giùm, Ngài ơi, Ngài khiều cho con tỉnh giùm, có những cái trục trặc phía trước, có những cái gì nó bất ổn, bất trắc phía trước, những cái gì nó có thể nói là bất hạnh phía trước, do con kính Ngài, con thờ Ngài, Ngài hãy kịp thời báo cho con. Đây là nói về niềm tin của những người có niềm tin vào Đức Phật. Nhờ Đức Phật phụ nhìn với mình, con mắt của mình không có đủ đâu, phải không? Mà Phật thì quý vị còn nghe cái thiên thủ thiên nhãn không? Mình có hai con, mà ông Phật có tới 1000 con mắt. Mình làm việc á, nếu mà làm hồ á, có hai tay, tay cầm bay, tay cầm thước, Phật tới 1000 tay. Nếu mà làm việc ổng gấp mình 500 lần. Vậy thì cái người mà thờ và quay cái tượng Phật ra ngoài, người này nặng về niềm tin, nặng về cái việc cầu xin Phật. Con mắt con có hai con, và con nó cũng sáng, con nó cũng không được sáng lắm, phải không? Rồi không biết ngủ lúc nào. Do vậy đó, con thờ Ngài với tất cả lòng mong mỏi, và con tin tưởng rằng nếu có điều gì bất trắc phía trước, Ngài kịp thời báo cho con như Ngài, để con xử lý tình huống cho nó được tốt đẹp. Đây theo tôi nghĩ. Cho nên tôi cũng rất ủng hộ cái chuyện mà thờ Phật quay ra phía trước, để đáp ứng cái lòng tin của những người cầm của lăng xe. Và thứ hai, nếu nói về thẩm mỹ đẹp, thì khi ông Phật quay ra phía trước, chúng ta nhìn vào xe cũng đẹp, Phật cũng đẹp, tài xế đẹp, mọi người trên xe ai cũng đẹp, phải không? Còn cái thứ hai, có những cái trường hợp quay vô, tôi hỏi vậy sao mà thờ xe quay Phật vô gì chú? Dạ, con không biết. Và tôi cũng xin nói với các vị, tôi cũng chưa có thấy được một cái tài liệu nào nói. Nhưng mà cái suy nghĩ của tôi đó, cái này tôi chỉ nêu lên cái suy nghĩ, chứ không có chuyện đúng hay sai nha. Theo tôi nghĩ, khi mà chúng ta quay Đức Phật vào trong, là chúng ta để nhìn Phật rõ hơn. Lái xe nhìn Phật, mà Phật sao mình cần phải nhìn ổng? Ổng là cái người giác ngộ, là cái người tỉnh thức, là người luôn luôn hiểu, luôn luôn biết, luôn luôn tỉnh thức. Và đặc biệt khi con cầm của lăng xe, con làm bác tài xế, con phải học ở cái hạnh của Ngài, đó là cái hạnh từ, là thương. Mà lái xe trong lòng luôn luôn thương yêu mọi người, và cả đồng nghiệp cùng lăn bánh trên con đường. Con người mà có tình thương như vậy đó, là cái tâm sân nó không có. Mà người lái xe không có tâm sân si, có nhiều tình thương, thì đảm bảo cái việc lái xe đó rất là an toàn. Sợ nhất là bác tài xế nó nóng nảy. Trời ơi, tôi mà leo lên xe mà tôi thấy thằng nào nó nóng nảy là tôi nói chậm chạp lại, phải không? Rồi tôi cứ nó kêu nó
nó cũng không biết chuyện gì nữa, ghé xuống. Rồi đó là tôi bước xuống một cái, tôi trả tiền đó, anh đi giùm cái. Tôi không bao giờ dám ngồi với cái tài xế nào mà nó sân si. Tôi rất gặp nhiều người nó sân si ở chỗ để giành khách đó. Đến khi mà nó leo lên xe nó còn sân si đó, mình ngồi hơi hợp quá, thấy rằng mình đi hình như về không có tới chùa. Cho nên là tôi rất là thích cái ý nghĩa quay vô để nhìn ở Phật. Phật một người luôn luôn tỉnh thức, luôn luôn hiểu biết, luôn luôn tỉnh thức, và đặc biệt Ngài luôn có một cái đức hạnh vô cùng tốt đẹp, đó là từ. Vậy thì nhìn Đức Phật mình đang nóng thì mình phải dịu xuống. Thứ hai, khi mà lái xe, phải không, mà chúng ta gặp đồng nghiệp của mình xảy ra chuyện này chuyện nọ đó, thì chúng ta phải cứu. Phật là đại bi. Ba tài xế nên học cái tính từ thương của Phật và cái tính cứu khổ của Phật. Ngày nay đó, tôi không có nhớ ở quốc gia nào, nếu đi trên đường mà gặp ta xảy ra tai nạn mà anh thấy rồi mà anh giọt luôn á, là nó phạt nặng. Mình phải có cái tinh thần gặp đồng nghiệp xảy ra chuyện bất hạnh trên đường, mình phải tìm cách này cách khác để mà cứu. Nhìn vô ông Phật để học cái tính cứu khổ. Thứ ba, khi mà lái xe để ông Phật nhìn vô mình nhìn vô ông Phật, học thêm hai cái tính nữa, đó là hỷ xả. Thằng nào nó qua mặt mình cái dèo, nó chạy mà nó lạng, nó lách, nó sai lực á, ơi hỷ xả cho nó. Còn á, là quay qua, mày lạng hả, tao lạng cho mày coi, mày lạng rồi tao lạng, rồi cuối cùng hai thằng nó lạng hết, lạng nhất luôn. Và tôi cho rằng quay vô để học vào cái tính hỷ xả. Người ta lỡ rồi, cho qua, vui vẻ cho qua. Một người lái xe mà đầy đủ cái đức hạnh, đó là từ bi hỷ xả, là chạy xe an toàn. Tôi bo thêm, tôi ngồi xe mấy anh này tôi bo thêm, mát mẻ. Cho nên tôi khuyến khích về tâm linh, để ông Phật trong xe, dù quay ra hay quay vô vẫn tốt đẹp. Cho nên quý vị nào mà có mua xe vô đây, tôi tặng cho cái tượng Phật nhé. Muốn quay vô quay ra sao cũng đáp ứng được. Rồi đó, có một cái chuyện này nữa nè, các vị mình suy nghĩ coi có nên hay không. Người ta tín ngưỡng Phật quá, người ta kính Phật quá, người ta xăm hình Phật vô người của người ta luôn, phải không? Có không? Ngày nay đó, trời ơi, ta nói hồi xưa mà mấy người mà xăm á là dân thứ dữ, ngày nay xăm đầy mình á, mà người ta hâm nó có một câu một nó dọn tiêu. Hồi xưa dân mà xăm mình á chết không có chạy nha, còn bây giờ nó xăm đầy người hết, mà mới hét nó một tiếng là nó chạy mất tiêu. Bây giờ để trên xe chưa đủ, có người tín ngưỡng Phật, tín ngưỡng các vị Bồ Tát, các vị thánh nhân quá, xăm vào mình luôn, vậy có được hay không? Có người nó không được đâu, trời ơi. Rồi mình xăm ổng vô người mình, rồi mình đi vệ sinh sao, mình đi tắm sao đó, rồi đó mình hôn người yêu mình sao, rồi mới mốt có chồng có vợ rồi sao, trời đất ơi, lo xa. Tôi nghĩ như thế, tôi nghĩ theo cái kiểu của tôi, không phải là tôi không kính Phật nha, tôi là cái người rất kính Phật đấy, thương ổng lắm á, mới ở đợi ổng 40 năm á, chứ không mà dọn mất rồi. Nhưng mà ông Phật đó là ông Phật của mình, theo tôi đó, nếu mà có xăm vẫn được, mình kính trọng Phật, đặc biệt là các vị mà hơi cái tâm á, cái tinh thần á,
cái hồn hơi yếu á, thì nên để lúc nào cũng có Phật ở trong người mình. Và thậm chí là đeo tượng Phật nữa, nhiều người á, không dám đeo. Trời ơi, nhất là ông Phật Thích Ca, ổng là nam. Trời ơi, đeo ổng rồi, ổng còn ten, chứ cái ngực của mình, trời đất ơi, lo xa quá. Tôi thấy mấy vị mà đẹp gái đó nghe, đẹp gái và đẹp trai đó nha, mấy người mà người ta gọi là có sắc dục nhiều á, người ta nhìn vô là người ta bốc cháy á, mấy người đó nên đeo cái hình Phật. À mà Phật á thì nên Phật Thích Ca, ổng là nam, mình đeo vô. Nhưng là các cô nữ đẹp thiệt là đẹp, đeo Phật Thích Ca vô, mấy chàng nó nhìn vô á là nó ớn liền. À nó chấn, nó làm cho cái tâm của cái đối tượng của mình nó không có bốc cháy. Tại mình đẹp mà, mình đẹp thì người ta nhìn thì cái sắc đó nó dễ khởi lên cái lòng ham muốn, tôi gọi là sắc dục á. Cho nên khi mà có Phật chấn là rất tốt. Lo cái ổng ở trên ngực mình sao, lo quá trời. Rồi có người nói Phật Thích Ca thì không được đâu, thôi là Phật Bà đi. À, Quan Âm, trời ơi, Quan Âm á, tôi nói thật quý vị, Quan Âm á, Ấn Độ không có vậy đâu. Nam, ổng giới thuộc về nam giới. Khi mà về tới Trung Quốc á, chuyền về tới Trung Quốc, mấy anh Trung Quốc mới giải phẫu. Mới giải phẫu. Chứ ổng Ấn Độ, ổng là nam. À, tới Trung Quốc giải phẫu chuyển giới ra nữ. Việt Nam mình thấy, ô đẹp quá, giải phẫu thẩm mỹ này đẹp quá. Thế mình cũng thờ luôn. Thấy bà mà, cái dáng dốc, cái dòng eo thì thấy, ô đẹp quá. À, nhưng mà ổng cũng nam. Trời ơi, đeo đi. Có gì đâu mà tính chi nhiều. Người nào yếu, người nào tinh thần yếu, người nào là cái tâm nó yếu, người nào sắc dục nhiều nên đeo tượng Phật vô. Cố Phật bắt đầu nó chấm bớt cái tâm tà. Mấy thằng mà nhìn mà nó chảy nước miếng đó ha. Là nó thấy cái cô này đeo có Phật là nó không dám chảy nước miếng. Tôi gọi là mê gái. Còn mấy nàng mê trai cũng vậy, mà anh chàng đeo vô Phật vô một cái, ngực đô thì là đô con Phật, cái nhìn vô là cũng không dám chảy cái gì cả. Cho nên nó có chấn là vì vậy á. Tôi khuyên các vị, nhất là các vị nào mà tinh thần yếu nên đeo tượng Phật vô. Còn các vị ngại mình đi vô nhà vệ sinh, mình đi vô phòng tắm, mình sinh vạc, mình hôn hay là thế này thế nọ, đừng có nghĩ ba cái chuyện đó. Phật ông rành quá mà, ông hiểu hết chúng sinh. Phật cái quý vị mình còn nghe người ta gọi Phật tại tâm không? Tại tâm con người, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm ngã mạn, tâm hoài nghi, phóng dật mọi thứ. Tâm nó ác ghê lắm. Mà ông Phật còn ở đó được mà. Huống gì ở mình đeo ổng không ở ngoài này. Cho nên đó là đừng có ngại, mà nên xem đó là Đức Phật của mình, một phần của cuộc đời, một phần của tâm hồn mình. Thế tôi nghĩ là nên đeo. Thế rồi, cái điều thứ năm, cái này có người hỏi tôi cũng rất là khó khăn trong vấn đề trả lời. Đó là mà thầy con thờ tượng hay là thờ hình? Con ai mới có hai mấy tuổi à? Có người không biết học ở đâu, nguyên cứu tài liệu nào, ông thầy, ông sư, tổ Phật nào nói thì không biết. Nhưng mà nói rằng khi mình còn trẻ đó thì mình thờ hình, đến khi mình già đó thì mình hãy thờ tượng. Trời ơi, thờ Phật
mình cũng phải tùy theo cái không gian, phòng ốc, bàn thờ mà mình chọn Phật bằng hình, Phật bằng tượng, hoặc thậm chí là thờ bằng chữ đó. Trung Quốc á, cái chữ Hán người ta viết chữ Phật vậy nè, rồi người ta thờ. Không có cái vấn đề mà thờ chữ hoặc thờ hình hoặc thờ tượng, cái này nó tốt hơn cái kia không tốt bằng cái đó, không có vấn đề. Cho nên theo chúng tôi, trường hợp nào mình có thể thờ tượng được thì cứ thờ, còn trường hợp nào mình có thể thờ hình được thì nên thờ. Đặc biệt á, là cái nhà nó nhỏ mà có mấy em nhỏ thì nó nhiều, thì nên thờ thờ hình đi. Thí dụ nó quậy, nó phá, ông Phật con bay từ cái bàn thờ xuống thì lụm lên rồi để lên đốt nhang tiếp. Nhưng mà nếu tượng ông bay xuống một cái, ông về với cát bụi. Cái này đó thì nói theo cái lý này thì nên. Nhiều người có bàn thờ thấp thấp gì mà mấy em nhỏ nó đâu có biết. Thần thánh không có ngán ai, nhưng mà ngán mấy đứa nhỏ. Mấy ông ngán mấy đứa nhỏ. Ông tà, ông gì ở trong đồng, trong rừng, trong núi, không sợ ai, sợ mấy rằng nhỏ nhỏ trăn trâu trăn bò. Mấy nhỏ đó nó không có ngán ai. Cho nên nói theo cái lý mình thờ hình, chứ bàn thờ thấp, con cái cháu mình nó có đụng, nó có phá, rớt xuống thì mình lụm lên mình thờ tiếp thì được. Chứ còn nói tốt hay xấu thì không có vấn đề. Là thờ cái tượng Phật bự nó tốt hơn Phật Phật nhỏ. Đó, hình nó không có phước bằng tượng, nói vậy là không có đúng tinh thần của Phật giáo. Rồi một điều nữa đó, là quý vị biết làm sao không? Đó là thờ khi nào thầy? Trời ơi, mình là Phật giáo nguyên thủy, mình là Phật giáo Nam Tông. Hỏi cái này đó là rất là khó trả lời. Theo tôi đó, thờ ngày nào, tháng nào, năm nào cũng được. Tôi suy nghĩ như thế này, người ta tới người ta cho tiền mình. Thí dụ nha, các vị đó, tự nhiên có anh nào đó tới dâng cho các vị 100 triệu. Các vị nói khoan đó, khoan, để giữ nó giùm để em coi ngày coi sao. Nếu các vị nghĩ coi cái người mà nói như thế có trí tuệ hay không. Khoan khoan khoan, anh giữ đó nè. Anh giữ giùm để em coi ngày, bữa nay nhận được không. Ta đem cái lộc, đem cái lợi cho mình, giờ nào thì cái giờ đó là giờ tốt, chứ có cái gì mà tí xủ dần mẹo ở đây. Cũng vậy, mình thờ Phật giờ nào là mình đem cái phước báo, đem niềm vui cái phước báo cho mình giờ đó. Thì cần cái gì mà phải coi. Theo tôi, hoan hỷ giờ nào thì thờ giờ đó. Và tôi xin thưa với các vị là tôi cũng làm như thế. Tôi thờ bất cứ Phật nào cũng vậy. Nếu mà có vấn đề tâm linh chắc mấy ông cũng rầu với tôi lắm. Tôi thấy giờ nào được là tôi khiêng giờ đó, chứ không có báo chưa. Tôi không có báo. Bạch ngài ơi, mai con thỉnh ngài qua đây nha. Không có. Đột sức khiêng ổng đi luôn. Bây giờ nếu mà ngài giận con, mà ngài bẻ cổ con thì con cũng quan hỷ thôi, bởi vì con không có tâm gì xấu với ngài hết. Bây giờ ngài ở trong kia buồn quá, thôi thì con thỉnh ngài qua đây. Bây giờ có đủ người thì con tập trung khiêng ngài, chứ còn có giờ rồi có khi nó không có người sao. Cho nên ngài quan hỷ cho con khiêng. Ông la quá trời, cứ khiêng tụi bay, cứ khiêng khiêng lên đây, rồi nó hờ thôi, hết hồn vậy thôi. Đấy, chứ coi cái gì coi. Hai xây chùa tôi cũng chẳng bao giờ tôi coi. Tôi xây cho Phật. Mấy ông phước mặt phước mài ở đâu đây á, là trước khi mà chơi tôi ra phải hiểu tôi giùm cái. Coi cái tâm tôi như thế nào, có phá chùa không,
có pha Phật, pha Pháp, pha Tăng, pha ai trong đây không? Tôi làm để cho chùa sạch hơn, đẹp hơn. Chưa tìm hiểu mà bẻ cổ tôi, coi chừng tôi là tôi bẻ lại à. Cho nên là tôi làm này làm kia trong chùa, bây giờ tôi coi ngày. Nhưng mà tôi có tụng kinh đàng hoàng nha, tụng kinh. Chuyện gì lớn lớn tụng kinh, xin phép, rồi xong. Xin ông Phật à, xin thẳng ổng. Ổng là giống như là chủ tịch nước, xin thẳng luôn. Mấy ông dưới thôi khỏi. Chủ trì xin thẳng ông Phật, cũng không xin chư thiên. Chùa hết gạo tôi ra chỗ Phật bự bự này nè, chỗ Bồ Đề đó. Tôi nói ngài ơi, con ở đợi cho ngài, bây giờ hết gạo rồi. Thế thì tự ngài ông Phật ra, ông điều động mấy đệ tử rồi chở gạo vô. Về tâm linh tôi cũng tâm linh dữ dội, khi cần dùng tới tâm linh. Nhưng mà phần lớn tôi dùng cái đầu nhiều hơn. Cho nên thờ Phật một lần nữa, thờ tượng bằng tượng, bằng hình hay là bằng chữ, thờ ngày nào, tháng nào, năm nào, thấy thích hợp giờ nào là thờ giờ đó. Điều tốt hết. Thờ ma thì nó mới xấu, chứ thờ Phật không có xấu. Bao nhiêu là đệ tử của ổng chưa nói. Đệ tử của ổng, đệ tử Phước Mặt Phước Mai. Tôi nói là cái đệ tử mà cấp cô độc hay là Visakha này kia đó, thấy không? Rồi từ khi ông Mật nhập Niết Bàn cho tới giờ này, biết bao nhiêu người hộ Pháp, bao nhiêu người hộ Tăng, người ta chết đi, người ta làm chư thiên. Mình cứ sống thật bằng chánh tâm của mình thì mình đâu có ngán, đâu có sợ. Nhưng có những cái mình cũng phải tâm linh, nhưng mà cũng phải cái nào cũng tâm linh hết. Thôi thì bây giờ nó còn 5 câu, 6 câu. An vị Phật tụng kinh gì? Ai tụng? Rồi đốt nhang tụng kinh gì? Rồi á, cúng Phật cúng bằng vật gì? Lại Phật mấy cái? Tại sao mình thờ Phật và thờ Phật mang lại sự lợi ích thiết thực như thế nào? Mà bây giờ nghe hết tiếng rử rồi, nó lố. Thôi thì hẹn khi khác đi. Thì buổi, nên nói đúng hơn là buổi chia sẻ Phật Pháp, chứ không phải là thuyết Pháp. Tôi không phải là Pháp Sư, cho nên cái cách của tôi nó không có phù hợp với Pháp Sư. Cũng mong các vị quan hỷ cho. Thì buổi chia sẻ Phật Pháp gắn liền với cái đề tài thờ Phật, cũng như một số vấn đề liên quan xoay quanh vấn đề thờ Phật, thì đến đây cũng vừa phải lẽ. Trước khi chấm dứt thì cũng xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo, mười phương chư Phật luôn gia hộ cho chư thiện nam tín đệ Phật tử thanh tâm thường lạc, Bồ đề tâm viên đắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.